là có 1 triệu của một cái chị Mạnh Thường Quân ở bên Úc, gia đình của chị Liễu. Em cảm ơn. Đây là 1 triệu đồng của anh hai John Vũ Phong ở bên Mỹ để giúp cho gia đình. Đây là 1 triệu của anh hai John. Minh Phương cảm ơn anh hai John của anh John. Và còn 1 triệu ở đây là của một cái chị Thảo Linh, cô chú Hồng Cường ở ngoài Vũng Tàu sẽ giúp cho gia đình của anh ở đây. Thì tổng số tiền là 3 triệu của Mạnh Thường Quân. Đây là người con trai lớn của chú Hậu của anh chị. Hồi nãy giờ cũng có phụ để tại chuẩn bị cái giờ cốt rồi, chuẩn bị tẩn chú Hậu của cô bác chị. Chị cũng đang rất là hôi á, nên mấy ảnh cũng đeo mấy khẩu trang đó, bọc với mấy lớp bịt mũ luôn các bạn chị. Rồi, cái bịch nó phình vậy luôn á, tại cái hơi ở trong nó kín quá. Có rất là nhiều những cô bác rồi anh chị đang đứng ở đây. Đây là cái di ảnh của chú Hậu cô bác chị. Đám cưới phải không? Đám cưới người chụp quá hay sao? Đây cũng có sư cô mới vừa lại tới. Đây là di ảnh của chú đây. Chú này là 57 nha. 55 rồi. Dạ 55. Ừ, dạ. À. Kêu quá trời người luôn. Bơm nước cầu vô hồi nữa. Bơm nước thuốc vô hồi nữa. Đó rồi ha. Hay cái quá trình mà tẩn chú là diễn ra cũng khá là khó khăn á. Tại vì chú cũng mất là do bị nằm dưới nước cũng khoảng thời gian cũng khá là lâu á. Để chia sẻ thì cái da của chú cũng bị mất nhiều, bị chì, bị chóc ra nhiều á. Rồi ở đây thì cũng còn có điện thoại với còn tiền chủ ở trong túi hồi nãy mấy ảnh thì cũng có cắt ra để tìm mò ở bên trong để lấy ra những cái đồ vật dụng có giá trị để lấy ra bên ngoài á. Đây cái mùi thì nó cũng bị xì, cũng hơi khó chịu á các anh chị. Thực sự mà khi mà mấy ảnh làm thì cảm giác của những anh em mà làm bên trại hòm á thì phải chịu những cái gì đó nó rất là khó nói luôn. Rồi bên cạnh đó vừa sự mệt mỏi, rồi bên cạnh nó cũng nhiều cái cũng... Con trai anh bọc cái bịch mũ rồi để anh chồng lên ấy là của anh chị. Thầy Phong không dám là gần, Phong chỉ zoom ở ngoài xa, Phong zoom lại cho ông bà cô bác xem nè. Này chế vụ vô chi em? Chú hai rửa tay. Dạ, chút rửa tay. Cái vụ để làm xong xuôi chút sát khuẩn giữa tay rồi cho sạch sẽ rồi bán được. Bên trong thì cũng đang tiến hành giờ để tẩn trú ở ngoài, ở không gian ở ngoài đây thì cũng khá là yên tĩnh luôn. Thì gần như là những anh chị em cô bác ở đây thì cũng cùng có một cảm giác là một cái sự mất mát chia buồn khi mà gia đình ở đây, quê hương ở đây thì mất đi một cái người con, người chú, người anh ở đây. Đó. Nãy giờ cũng gối chú lợi kỹ, thật kỹ mà giờ cũng xong rồi. Bây giờ sẽ đặt chú vào trong cái áo quan này của ban chị xem. Người có lấy những cái bộ đồ của chú bận với những bộ đồ mới giá chiều thì mua để gửi cho chú xuống dưới với giấy tiền vàng bạc đó để cho chú xài á. Cô bán chị xem lấy theo cái chăn nữa. Nói chung là đồ đạc của chú là đem theo chú hết luôn. Quần áo với mền với giấy tiền xong rồi sẽ trải lên một cái lớp da. Thì cái này là cũng là cái phong tục ở dưới quê chỗ Phong á, người ta sẽ làm như vậy á. Nói chung là làm hồi đó giờ là khi mai táng là như vậy của anh chị. Còn chú này sẽ dán lên cái bảng tên tuổi của chú, rồi ngày sinh, ngày mất, rồi lúc mà sẽ đưa đi thì cũng sẽ chuẩn bị rồi dán lên đầy đủ hết. Chiều thì cô bác ở đây chia sẻ thì 56, nhưng mà thật sự là chú Nguyễn Dương là 55 tuổi cô bác anh chị. Đây Phong chia sẻ trực tiếp ở đây á. Cô chú anh chị mà xem mà nếu mà muốn đi tới viếng cái đám tang của chú á, chú Hậu á, thì có thể là đi, tại vì giờ giấc với ngày ở đây cũng không có chia sẻ cụ thể. Rồi, 14 giờ đồng quan. Đây là người con trai lớn của chú Hậu của anh chị. Hồi nãy giờ cũng có phụ để đây là bình thường là giống như cái hòm cái áo quan thì chỉ có cái nắp đậy trên nè. Bây giờ chú là có cái nằm dưới nước khá lâu nên có mùi nên phải có cái lớp kiến ở trên nữa. bà ốc ốc bà chung hơn ốc ấy về bà chung nghe đó luôn. Qua đây nè. Cái nào? Qua đây. Cái nào được? Đầu qua đây. Đầu qua. Rồi sẽ chỉnh cho cái áo quần nó ngay lại ngay cái tâm giữa cái nhà. Thì theo quan niệm là nếu mà làm cho nó ngay nó thẳng thì ngay cái cửa cái mà đi ra và làm cho con cái những cái đứa con của chú trong gia đình đó, thì làm ăn nó sẽ thuận lợi, nó phát đạt hơn. Đây hình như vợ của chú không? À, do cái điện mới gắn hơi chập chờn nên ông bà của bác cũng thông cảm nha, nó hơi bị lỏng dây á, điện nữa. Nè. Đúng rồi anh cái hình như thấy vợ của chú Hậu như hơi bị khờ. Phải, nếu qua nay kiếm rồi đừng mệt. Qua nay kiếm rồi mệt. Đừng. Buồn. Chú vợ chồng cũng bán cái số từ xưa giờ lâu lắm. À. Bán là cũng 10 năm không anh? Nó hơn, hồi đó bán 10 năm hơn. Hồi đó mấy này đứa này còn nhỏ xíu. À. Rồi mấy đứa con của chú làm nghề gì ạ? Đứa nhỏ gái giờ mới còn học luôn, nhưng đó nhỏ gái còn đi học, còn này cũng bán hành đồ hàng bông, đồ chở đồ hàng bông cho người ta. Dạ. Là đi chở hành hẹ cho người ta bán. Ừ. Dạ. Đi giao cho chợ mướn cho người ta, đi giao bỏ những cái cửa hàng nhỏ lẻ đó. Dạ. Thì anh cũng gần ở đây luôn hả? Dạ. Hôm qua đi tìm chú anh có đi không? Hôm qua là vất bận công việc, chiều về tối. Dạ. Rồi bữa nay anh mới chạy qua để chia buồn cùng gia đình đúng không? Đúng rồi. Lúc mà chú Hậu còn sống thì tính trình với mình có nói chung không hiền. Dạ. Không hiền, không có lòng ai. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, đẹp. Bây giờ thì cô chỉ cho con của chú Hậu để cúng kiến, nhưng mà cái cách làm ngày mai với ngày mốt. Nghe một tiếng chuông tiếng lại, nhưng mà là một lại luôn. Lại ba lại không cơ? Bồ Tát liễu đầu cam lộ, thầy năng linh nhật biên tận hư không. Tịnh chiên câu quê tận duyên kiều đàn tử. Đó bên kia là đứa con gái của chú của bác chị. Chú là có hai người con duy nhất rồi. Tụi con trai và một tụi con gái. Giờ chú hôm qua nay là cũng gần như đã kiệt hết sức lực rồi. Một nhà máy để tìm chú, bây giờ là cô đã cũng đã quá là mỏi mệt rồi của anh chị. Trong cái thời điểm lúc này thì Phong cũng không có dám đi lại để hỏi thăm cô nhiều thêm, tại vì gần như là đầu óc cô đã túng quẩn bế tắc rất là nhiều. Xin vốn tụ nhập liệm dông linh hà dẫn hậu quân sanh mậu thân. Nhất vị thần hồn hưởng dương cuộc đời tại thế 55 tuổi. Giảng sanh lúc 3 giờ ngày 14 tháng giêng năm năm mậu thân. Hương linh thừa tư Phật lực về đây thỉnh pháp nghe kinh tóc xà mê đồ xỉu sanh tịnh độ. Giới hương nên hương giữa quê hương dài thoát đi cái hương quang minh. Sư cô cũng đang tiến hành làm lễ bên trong thì Phong cũng đang đứng ở ngoài. Thì Phong cũng muốn trong quá trình mà sư cô làm lễ với mà trong gia đình cũng đang có cái tăng gia cũng đang bối rối với đang có chuyện buồn thì Phong đứng ở ngoài đây để chia sẻ chút ít hình ảnh. Thì ở đây cũng có chạy hòm mà anh Hai Cấn thì cũng hỗ trợ cũng hết mình luôn, hỗ trợ giúp đỡ rất là nhiều. Thì ở đây thì bên lực lượng ở xã thì cũng có những anh dân quân với mà công an xã thì cũng có túc trực ở đây để phần nào giúp đỡ rồi xe cộ đổ đây nữa các bác chị ơi. Đó. Ông bà cô bác xem mà tại vì là giấc tối không chia sẻ nhưng cái hình ảnh nó hơi mờ thì cũng ở đây thì cũng có những anh em đồng nghiệp của Phong thì tới để ghi hình để chia sẻ để cho ông bà cô bác trong và ngoài nước xem để có hoàn cảnh của chú Hậu ở đây. Thì năm nay là chú Hưởng Dương là 55 tuổi thì buôn bán giấy số. Hồi nãy Phong hỏi là chú buôn bán giấy số là năm nay là cũng mười mấy năm rồi để lo cho hai đứa con, đứa con trai lớn và một người con gái út. Đây. Bây giờ là cũng gần 11 giờ đêm rồi nhưng mà cô bác anh chị cũng tập trung cũng khá là đông luôn. Đây là một cái sự mà tiếc thương vô cùng đối với gia đình của chú đã mất đi một cái người chồng, người cha và ở đây là đã mất đi một cái người ở địa phương thật thà và nó hiền, rất là hiền hậu của bác chị. Bây giờ trước khi mà Phong Nguyễn ra về thì cũng muốn trao một cái ít tiền nho nhỏ để phụ cho gia đình để phụ tiền mai táng chú của bác chị với nhang đèn rồi. Chị là quen với dạ, bạn của một người anh của dạ, con của chú Hậu rồi. Dạ, bạn đi làm chung á. Chung quen. Tại em thấy chị có mặt rất là sớm. Dạ. Em tưởng hồi nãy em nhìn sơ mới tới em tưởng thôi chị là con của chú không à? Có, em là bạn. Dạ. Dạ. Bạn thì lại thấy nhà neo đơn quá là từ đêm hôm giờ á. Đi theo cổ vũ tinh thần cho ấy rồi với dạ. Thôi có gì phụ luôn. Thì trong cái lúc mà tăng gia bối rối thì cũng có dạ. Rất là buồn dạ, thì cũng có người xung quanh thì cũng an ủi cũng đỡ hay gì ha dạ. Nhà thì neo đơn cho nên thôi kệ tới phụ dạ. Rồi chị cũng gần đây không? Dạ không, nhà em không có gần đây nhưng mà bạn em quê nội em ở đây dạ. Quê nội em sát bên đây luôn nè. Rồi, tối quá chút gì ở đây luôn hả? Dạ em chơi với bạn em chắc chút em về. Tại nhà giờ ở đây cho cảnh của em có hai người để về tội nghiệp. Dạ. Về ngủ đặng mai còn làm nữa. Hôm nay chị đi làm nữa hả? Dạ. Rồi chiều chị lại ghé dạ, hả? Dạ chiều vô. Dạ. Bởi em thấy tình cảm bà con ở đây lúc nào cũng quý á. Ừ, đêm hôm á đông lắm đi họ phụ á lội mấy người thay phiên nhau lội đặng vớt lên luôn. Chung là nó sớm làng ta lội hồi chiều thì đông lắm. Tại giờ nãy giờ cũng tiến hành là cũng cúng là cũng mới về xong rồi, sư cô mới là vừa làm lễ xong á thì Phong nãy đang có lúc đó thì Phong không có ghi hình được. Phong bây giờ Phong với tranh thủ trao hết tiền của cô bác Mạnh Thường Quân để trong kênh của Phong á gửi cho quỹ kênh Phong sẽ giúp cho gia đình. Đấy, cô ơi, cô ra ngoài ghế con trao ít tiền Mạnh Thường Quân giúp cho gia đình cô nha. Dạ cô qua ghế ngồi giúp con nha. Bây giờ Phong chắc để trong cô thấy đang cũng khá là bận của bác chị, nên Phong bây giờ sẽ nhờ con trai của chú Hậu ở đây sẽ nhận cái tiền của Mạnh Thường Quân bên trên Phong. Phong Nguyễn xin kính chào quý vợ của bác chị thân mến nha. Thì bữa nay thì Phong đặc biệt là đi xuống ở dưới Đức Hòa ở đây thì có một cái hoàn cảnh của chú Hậu là bán vé số, là nay là mười mấy năm rồi, thì có hai người con, đây là người con lớn của chú. Thì biết được hoàn cảnh khó khăn thì kênh của Phong cũng có tích quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân, thì tin tưởng Phong mà trao cho Phong để trao cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì trong cái lúc mà đám tang thì cũng còn nhiều sự thiếu sót chứ mà thiếu thốn, thì Phong cũng xin phép Mạnh Thường Quân để trao cho người con trai của chú. Rồi anh tên gì? Dạ, em tên Minh Phương. Minh Phương hả? Dạ. Dạ. Thì trong cái lúc mà lu bu quá thì bận rộn quá. Dạ. Chị quá cũng lo. Giờ gia đình mình cũng ơn anh chị nhiều. Ở đây là có 1 triệu của một cái chị Mạnh Thường Quân ở bên Úc, gia đình của chị Liễu. Đây là 1 triệu đồng của anh hai John Vũ Phong là ở bên Mỹ để giúp cho gia đình. Đây là 1 triệu của anh hai John. Và còn 1 triệu ở đây là của một cái chị Thảo Linh, cô chú Hồng Cường ở ngoài Vũng Tàu sẽ giúp cho gia đình của anh ở đây. Thì tổng số tiền là 3 triệu của Mạnh Thường Quân. À, thì anh cũng muốn nói một cái lời nào đó đến tất cả những cô bác đang xem cái video của Phong Nguyễn và của Kiệt, của Thảo, của Thủy không? Cũng nay cảm ơn mấy bạn đến Việt Nam, không có gì hơn ngoài lời cảm ơn mình, có gì số mấy triệu của anh. Rồi thôi anh cũng dám cố gắng nha. Tại thấy hồi nãy tính trao tiền cho mẹ anh á, thì trong qua nay thì khi mà kiếm chú thì đã quá là mỏi mệt rồi, thì thấy anh cũng còn có sức khỏe thì anh làm một người con phải gắng gượng để lo cho cái đám tang của ba anh, để mà những cái phút giây cuối cùng của chú đi thì thôi dám cố gắng nha. Cuối cùng cũng ơn anh rồi, giữ gìn sức khỏe lo cho ba nha, làm công việc trong gia đình đi. Chào anh. Thật sự mà nếu có một cái duyên nào đó từ phía Mạnh Thường Quân thì Phong với những anh em ở đây thì tiếp tục sẽ tới để hỗ trợ cho chú Hậu và cho gia đình. Thì trước hết thì Phong cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân, nhất là anh hai John, của chị Liễu, chị Thảo Linh và cô chú Hồng Cường Vũng Tàu rất là nhiều, và chúc ông bà cô bác là luôn bình an may mắn, và cầu mong cho chú Hậu ở đây được ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng và sẽ phù hộ cho gia đình và sớm về với của Phật. Rồi Phong Nguyễn chào ông bà cô bác nha. Dạ, thôi cảm ơn anh nha. Rồi, tụi em cũng về luôn nha. Thôi tụi em về nha, anh dám cố gắng lên. Dạ. Rồi anh chào anh vô thu xếp là lo cho gia đình đi. Thấy mẹ anh đang rất là mệt đó. Rồi thôi chào anh nha. Dạ, thôi chào anh cha luôn. Dạ. Dạ.